Xin chào các bạn đã đến kênh Kiều Phúc Hải Vlog. Thì sau một khoảng thời gian mình kích hoa chơi Tết Nguyên Đán tháng 6 ngày ha, thì mình sẽ quay lại cái cảnh những cái cây trong vườn của mình, xem nó đã phát triển như thế nào và kết quả ra thế sao ha, sau thời gian chờ đợi một tháng 6 ngày ha. Thì xin mời các bạn cùng theo mình để vào vườn của mình để xem những tình trạng của cây đã ra như thế nào. Đây các bạn có thấy hoa gì không nè? Đây là hoa, gọi là hoa hoa tỏi ha, mình cũng trồng ở trước nhà mình nè. Đó, đi quay cho các bạn xem ha. Đây, đây ha, một số cái hoa nó đã ra ha, sau khi mình kích nè, các bạn thấy không, nó ra rất là nhiều ha, nguyên một cái vàng này là nó đã ra hết rồi nè, nó cắt nè, đó, cái này thì các bạn thấy nó sẽ rất là nhiều hoa ha. Rồi đối với cái cây bên đây, nếu các bạn xem ha, đây, đây. Đó, thì lúc trước mà mình có quay cây này lúc mà mình kích hoa đó, các bạn có xem được lại video trước ha. Thì nay được khoảng một tháng 5 ngày thì hiện tại nó ra rất là nhiều hoa. Hoa này thì khoảng chừng 30 ngày nữa sẽ nở ha. Còn một số cái mắt ở đây nè, nó chưa có lên được nè, ví dụ đây nè. Đó, thì các bạn có thể phun thêm NPK ha, 6-30-30 ha, để nó bung lên. Đó, những mắt này cũng vậy nè. Đó, phun thêm NPK 6-30-30 để cho nó bung lên. Đó, còn mắt này nữa. Đây, đây là cái hoa nè, hoa đầu ngọn mà lúc trước mình đã kích nè, thì giờ nó cũng lên nè, lên được 3 bông ha các bạn ha. 3 bông này thì nó phân ra rất là rõ nè. Đó, còn hoa này cũng vậy, bên đây cũng vậy, bên đây thì cũng đang phân hoa nè. Đó, cái đây thì nó lên được 2 chòi ha, một cái chòi ở đây và một cái chòi ở trên đây. Đó, thì bông này mà là nó lên nhiều nè, nhưng mà mình để có một cái bông thôi để cho nó thể là nó lên một cái bông to thì to ha, mình xem ha. Mình cho các bạn xem là cái hoa kích của mình lúc trước ha, đây nó cũng lên nè, đây mình lấy nét lại nha. Đó, đầu hoa nó lên hết rồi nè, này mình kích đầu ngọn nè. Chia phần ra đó, bông hoa rõ ràng các bạn ha. Hoa này thì có thể là chi Tết Dương âm lịch nè, được nè. Đây, đó, cái này thì nó lên tới 1 mắt 2 mắt 3 mắt luôn, 3 mắt hoa thì rất là nhiều ha. Đây là cây của năm nhất ha, năm nhất thôi. Này mình test hoa cho cái vàng cây của mình nè, để coi hoa nó thế nào. Thì qua mùa giải năm sau á, 2022 thì có thể là cái này nó sẽ là một cái giải là rất là nhiều hoa, hoa giải hạt ha các bạn ha. Thì qua năm sau thì cái những cái cây này nè, nó sẽ dài như những cái kia này nè. Đó, nó dài như thế này nè. Đó, nó sẽ dài như thế này. Đó, rất là nhiều ha. Đây ha, đây là cây hiển oanh ha. Đây, mình cũng đã kích cái mầm gốc nhỏ của nó nè.
Hiện tại thì nó cũng đang lên nè ha, vô sưng lên nè. Bên đây cũng vậy ha, đó cũng đang lên mầm gốc. À, kiểm tra những cái cây mà mình đã kích lúc trước ha. Đây, đây là một cái cây mình kích mầm gốc đây. Đó, nó cũng đang lên nè. Ở trên đây nó lên được 1, 2, 3, 4 ha. 4 cái chồi cây ha. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái chồi cây mà nó nghiêng ra 45 độ thế này đó, là nó là cái chồi cây ha. Thì lúc trước mình có tạo làm một cái video để hướng dẫn các bạn phân biệt á giữa chồi cây và cái hoa đó, chậu hoa đó. Thì các bạn có thể xem lại những video trước của mình ha. Đây, cái này mình cũng kích nè, kích trong khoảng thời gian mà vào khoảng 15 ngày trước ha, lên mầm rất dữ ha các bạn ha. Còn đây, đây là cây này thì mình cũng kích đầu ngọn nè, thì nó lại lên là hai cái cây ha, hai cây. Đây, đây là cái cây của mình ha. Thì cây này á, lúc trước á, nó chỉ có hai cái viên bi này thôi, hai viên bi này nè, để mình chỉ cho bạn thấy ha. Đây, lúc trước mình sẽ có hai cái viên bi này thôi, viên bi này nè, viên bi này, đây một viên nè, hai viên nè, đó mình có hai viên bi này thôi. Thì sau đó mình dùng cái cây Zero Mỹ á, mình kích lên thì nó sẽ có là được một cái một nè, một cái cây này, hai cái cây này và một cái cây mầm gốc ha. Thì cái mầm gốc này đang đi là ngọn ha, rất là tốt ha. Rồi cho các bạn xem thêm cái cây bên đây của mình nữa ha. Đây, đây là lúc trước nó chỉ có một cái viên bi này thôi ha, viên bi này nè, đó viên bi chính này nè. Đó thì sau đó thì cây 52 của nó là nó cái cây này, cái này hiện tại giờ cũng đang đi ngọn nè. Đó rồi mình thực hiện mình kích thêm nữa thì nó sẽ có là một cái hai cái cây trên thân nè, một hai nè, và một cái mầm gốc nè, mầm gốc của nó đang đi nè, đi rất là mạnh này, thấy không các bạn? Đó thì sáng sớm mình cũng mới tưới cho mấy cây lan này ha. Thì hiện tại có độ ẩm thì nó sẽ phát triển tốt ha. Không, một vài ngày nữa thì cái mầm nhỏ bên bên đây nè, bên kia thì nó sẽ đi cũng giống cái mầm này nè, rất là mạnh ha. Các bạn đừng có xem thường những cái viên bi nhỏ nhỏ thần thánh này ha, rất là khỏe. Đây, còn đây là chậu hồ điệp của mình nè, thì hiện tại nó cũng lên được hai cái mầm hoa nè, hai mầm hoa, một mầm bên đây, mầm ở đây, một mầm cho vị trí này. Hồ điệp của mình ha, lá rất là to các bạn ha, bằng ngón bàn tay này. Đó, đây hôm nay cũng đã cho nở một bông hoa nè, đây bông hoa vào buổi sáng nè, hoa này hoa hồ điệp trắng ha, vì nó hơi vàng vàng. Hoa này có thể là chơi trong vòng khoảng
2 tháng đến 2 tháng rưỡi ha. Thì cái này có thể là chơi được tới Tết Nguyên Đán của mình luôn. Đó, trên đây nó còn cũng rất là nhiều cái chòi hoa nè. Nó đang phú phúng lên nè. À, đây là cái cây nghinh sưng của mình ha. Hiện tại nó cũng đang ra một cái chòi rất là dài ha. Thì nghinh sưng thì nó thường nở vào đúng vào dịp Tết âm lịch ha. Các bạn cứ thích các bạn ở trồng cây nghinh sưng này thì cứ đúng ngay vào dịp Tết nó sẽ nở. Đó, thì cây của mình nó ra cũng được 2 cái chòi ha. Thì sau khi đã kiểm tra các cây và hoa phi điệp hiện tại ở chợ vườn nhà mình thì các bạn thấy sao? Nó rất là đẹp ha. Những hoa thì nó ra rất là nhiều nụ này sau khi mình đã kích. Và đồng thời các cây thì cũng đã lên mầm gốc lên. Đối với những cái viên bi thần thánh á thì nó cũng phát triển ra những cái cây rất là nhiều ha. Thì sau một thời gian nữa mình sẽ làm một video tiếp theo về cái tình trạng hoa nở tại vườn mình ha, để các bạn có thể theo dõi và thực hiện. Thì xin kết thúc ha. Các bạn nếu có thấy hay hay thì có thể là subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng biết và nhấn chuông để theo dõi mình. Mình xin tạm biệt các bạn ha. Bye bye.